Kỳ lạ, chú cá chép hiểu tiếng người nói. Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ đang giơ tay ra vẫy một chú cá chép dưới hồ, vừa vẫy tay vừa gọi, cá chép, cá chép. Điều bất ngờ là chú cá đã bơi đến gần người phụ nữ và đứng im để cho cô vuốt ve trên lưng, vừa vuốt ve cô vừa nói, đi tu nghe con đi tu nha. Điều bất ngờ hơn nữa là khi cô vuốt ve được một lúc thì chú cá nằm ngửa người ra trên tay để cô cưng nựng, âu yếm. Cô nói chuyện với chú cá như nói chuyện với một người con của mình vậy, cảm nhận được sự ấm áp và tình thương của người mẹ dành cho con trong từng câu nói. Sau khi theo dõi clip này, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chú cá biết nghe lời và hiểu tiếng người nói như vậy. Kỳ lạ quá, chú cá để cho người vuốt ve mà không bơi đi, như hai người đang nói chuyện với nhau vậy, cảm xúc quá. Có ý kiến cho rằng, có thể do cô chăm nuôi cá từ nhỏ nên giờ chúng nghe lời vậy thôi, chứ cũng không có gì kỳ lạ cả. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận cho rằng hiện tượng trên liên quan đến một vấn đề tâm linh nào đó mà chúng ta chưa giải thích được. Người phụ nữ trong clip luôn miệng nói, đi tu nghe con giỏi quá, con đi tu nha, khiến người xem không khỏi xúc động và càng thiên hướng về vấn đề tâm linh gì đó ở đây. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về hiện tượng lạ này? Hãy để lại bình luận phía dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới mỗi ngày.